Chào mọi người nha. Hôm nay bên em lên list luôn cho nó dễ chứ đăng trên Facebook anh em cứ vô hỏi giá comment rồi một ngày em trả lời không biết bao nhiêu comment mà cũng chả có ai mua cả rồi. Trên cái đó nó tưởng em spam ăn rồi nó cứ khóa Facebook em liên tục. Này anh em chịu khó vô Facebook của em vào link YouTube xem giùm em nha. Bữa nay em báo giá công khai luôn cho anh em cho dễ. Anh em cảm thấy được thì mua hàng bên em. Còn cái này bên em bán ra thì toàn bộ là full chức năng hết nha, chứ còn hàng lỗi không có bán rồi nha. Hàng lỗi đi bán gì cha chứ không ai đi lên đây bán làm gì đâu nha. Đây cái nào đây ta? Thôi bây giờ là hàng bãi trước đi. Mài nha. Mài 14. Mài có thang 14V nha. Cái này thân mé bên em bán là 1 triệu ha. Pin anh có thể mua, anh em mua thân mé em bán thân mé, muốn mua pin sạc thì bên em bán pin đếm sạc adapter, pin đếm kèm sạc adapter là pin NEMA nha, pin NEMA 600.000, bên em đếm sale moly sale, còn nếu mà sale sale rỉ hơn thì 500.000, ví dụ sale HI2 thì bán rỉ luôn nha. Tức là con này mé bình đếm sạc adapter sale moly sale á thì là 1,6 triệu, còn mà sale mà HI2 kia á, thì bán rẻ hơn là 1,5 triệu nha. Mà thì còn nhiều nha, còn tới 3 cây nữa, anh thích mèo nào thì inbox em mèo đó. Mài rồi bê tông đi, này là bê tông HR140, cái này là hàng bãi nha, hàng mới nhập chưa qua sử dụng nè, còn rất là mới, gọi là mới 99 phần trăm luôn á. Con này một mé, một pin đếm NEMA kèm sạc gà sạc đế nha, sạc đế như đây, sạc đế đây, một mé pin đếm NEMA kèm sạc đế là 2,2 triệu ha. Bê tông Makita ha, cái này rất nhỏ gọn nè. Con này mà anh em đi làm camera nè, hoặc là những anh em mà đi lép rèm màn nó rất ok, thì nó anh em mua thêm cái mũi vít này. Thì gà vào đây đó, bánh vít luôn, đầu nó rất là cứng không có rơ lét, nhiều khi nó còn cứng hơn con vít nữa, con vít còn có độ rơ đó. Cái này thì hàng mới mà mới 99 phần trăm, đẹp nhỏ gọn nhẹ. Em xách một tê tốt, cái này lép camera là y bằng, cái này anh em mua bên em nhiều lắm nè, vì chủ yếu là anh em làm camera là nhiều. Tiếp tục đi, một con bê tông Natino 14V hàng bãi nha, mã là IZ7840. Thì con này tăng mé này kèm pin đếm 4A sạc adapter là 1,7 triệu nha, bị bắt này chức năng búa này. Con này nó hay ở chỗ là nó có chức năng bắn vít nữa. Cái này thì anh em làm này camera này lép rèm màn cũng rất là ok này, nó cũng nhỏ nhỉ như con này thì cũng có, nó cũng có thêm cái đó, anh em có thể mua thêm mũi vít bên em, cái này em bán 1,000 một mũi. Con này nó hay chỗ là nó có bánh vít có cấp trượt, mình có thể chỉnh cấp trượt cho vít nữa để cho vít người ta có thể giới hạn cái độ sâu của vít ấy, thì muốn vít nó vô ít thì cấp chỉnh cấp trượt nhỏ, thì nó vô nhiều thì chỉnh cấp trượt lớn hơn đó. Là bê tông, nói trong bên em bê tông còn nhiều mẫu lắm, em còn Makita được bót được, anh em cần thì cứ inbox em để lấy thêm thôi. Còn này em chỉ lên một số ít thôi, mỗi bữa lên một ít chứ nhiều quá thì cũng chả biết cái ngõ nào anh em mua. Vít nè, XPD 14 nha, nhập Mỹ mới 100%, thân máy 2,1 triệu, mấy 2,1 triệu pin đếm sạc adapter 600.000 nữa nha anh em. Thì con này một bộ của nó là 2,7 triệu, nhập Mỹ mới 100% nha. Cái này em bảo hành cho anh em 1 tháng, cái này em bảo hành, nếu thật ra chắc mấy nhập Mỹ em cũng chả biết ai bảo hành cho em nữa, em bảo hành trách nhiệm cho anh em 1 tháng đầy đủ chức năng. 2,7 triệu mấy pin đếm sạc adapter XTD 13, XTD 13 nha, 1,7 triệu thân máy, nhập Mỹ, pin
sạc adapter. Này một bộ của nó là 2.3 triệu mấy viên đế ống sạc adapter cho đêm 13. Này có bảo hành 1 tháng luôn. Boss đi, em còn 2 con boss 12V nha, boss 12V. Máy dừng cục pin em ơi. Cái này em bán cái con đẹp hơn thì em bán 1.5 triệu. Một máy 2 pin. Em bán 1.5 triệu một máy 2 pin, một sạc sạc đế nha. Đây. Sạc này. 1.5 triệu một máy 2 pin sạc này. Ừ đúng rồi, đây. Đây là con đẹp nha. Phun chức năng. Nhỏ gọn nhẹ, còn bỏ pin đồ đầy đủ nè. Một triệu rưỡi, 1.5 triệu một máy 2 pin cho con boss đẹp viết 12 nha. Còn con này xấu hơn thì em bán 1.3 triệu bớt 2 cho em luôn, lý do nó xấu nha. Một máy 2 pin luôn, một sạc như vậy luôn. Điều tóc nè, đầy đủ chức năng nha. Đèn led đây nó mất một cái, một bé nó còn sáng nhưng mà nó chà giật chà giật nè. Đó, xem boss Makita 090. Máy cái dần nhỏ gì nha. Đây, nó có một máy 2 pin. Kèm sạc như hình. Em còn một con có chụp cao su và một con mất chụp cao su. Con này thì một máy 2 pin. Một sạc này em bán 1.3 triệu nha. Hai con đồng giá, cái chụp cao su chả quan trọng. 1.3 triệu nha. 1.3 triệu. Một thân máy 2 pin, một sạc. À, em còn con bu lông của Hitachi. Mã là VKH18DBDL. Hàng bãi rất đẹp nha. Con này nó bị một cái lỗi là đèn led nó không tự ngắt. Không, anh em để đèn led cứ sáng hoài vậy đó. Đó. Cứ bỏ vào hết. Đó. Con này em bán 2.3 triệu. Mé pin đép sạc adapter như hình. Như hình kèm sạc adapter 2.3 triệu nha. Còn đề quát đi. Đề quát thì hiện giờ bên em đang có 2 mẫu. Không đem về cũng nhiều nhưng mà khách lấy gần hết rồi. Giờ hiện giờ ở nhà còn có 2 mẫu thôi. Đây còn cái mẫu DCD709 3 chức năng nha. DCD709. Đó, bên này là pin đế ống Nema nha. Pin đế ống Nema, sạc viên, bên em có sạc viên 10108, sạc chậm. Này thì chắc khỏi phải nói rồi. Bảo hành điện tử 3 anh em tự kết hoạt. Con này một bộ của nó là một thân máy. Một pin đế ống Nema kèm sạc chậm 108 zin. Điện 220 nha. Con này bộ này 2.7 triệu nha anh em. 2.7 triệu. Vít thì em còn còn vít đề DCF809. Con này cũng 2.7 triệu luôn, cũng một bộ như vậy luôn. 809. Này như là tua nó 3.200 nha. Mắt nó 3.200. Này nó không có chính lực, con 887 nó có chính lực. 809. Đó, để quá thì giờ nhà em còn hiện còn 2 mẫu này. Chiếc máy hôm nữa thì về thêm. Giờ chỉ có 2 mẫu này thôi. Thì bán pin đếm nha, anh em muốn pin riêng thì em đặt pin riêng gì cho anh em. Tại vì nhiều anh em muốn mua thân máy hãng nhưng mà thích chi phí nó thấp thì bên em bán pin đếm. Sạc nhưng mà sạc thì em bán đếm sạc riêng. Bán sạc riêng cho anh em. Đó, để quá. Còn mài Fujito, mài Ryobi á, mài Ryobi thì còn nhiều. Mài Ryobi hàng nội địa Úc, đá một tấc 20 lên. Em đang còn mấy cây, 3 cây gì đây. Máy pin đếm sạc riêng, hoặc là anh em muốn mua máy pin riêng sạc riêng, có luôn đầy đủ. Con này là thân máy là 1.5 triệu nha.
thân máy 1,5 triệu. Pin đéo sạc zin là thêm 1 triệu nữa là 2,5 triệu. Còn anh em mua pin zin sạc riêng thì IBM em báo giá thì nó cao nhưng mà không cao hơn chút đỉnh giống nhiều đâu. Sạc zin nha, sạc zin điện 220 nha. Mà nha. Đây, con này này, như hình. Đó, kèm một sạc zin là giá 2,5 triệu. Rưỡi cũng được, Bình Định em toàn 2,5 triệu thôi. Shop em ở Bình Định nha, chứ không phải ở Sài Gòn. Sài Gòn cái thùng boss đó đây. Thùng này boss tải nha, mới 99% đó. Em chưa xài luôn á. Con này là làm ba chức năng. Nó có một chức năng khoan cấp chậm này, khoan cấp nhanh này. Và có một chức năng bắn vít có búa. Con này khoan thì anh em có thể mua mũi khoan như ra đây. Con đuôi lục giác này anh em cài vào thì chỉnh chế độ khoan. Anh em nào muốn mua thì IBM có clip test cho anh em. Bên viết thì chuyển qua chế độ búa mạnh lắm nha. Con này có chỗ than mã 14GA1950. Con này Malai mới chưa xài luôn nhưng mà thôi nó 99% thôi. Đó, anh em thích mua pin zin sạc zin 4A sạc zin này có giá pin zin sạc zin. Muốn mua pin đếm sạc adapter có pin đếm sạc adapter. Con này mà pin zin sạc riêng là máy pin zin 4A sạc riêng giá 2,5 triệu nha. Còn anh em mà mua máy pin đéo sạc gài đó, sạc đế đó. Đây sạc của Bác Hồ sản xuất, của anh Hồ sản xuất đó, sạc đế này nè, máy pin đéo sạc đế nha, là giá 1,7 triệu. Pin đéo ở đây. Như vậy nha, cái thằng mé nha, đó như thế này là 1,7 triệu, như này 2,5 triệu, full chức năng nha, LED đầy đủ, Ryobi Ulong nhận còn dưỡng. Cái này 66 anh em mua thằng máy em bán cho anh em 1,3 triệu này. Full chức năng luôn nha. Thằng bu lông Ruby. 1,3 triệu một thằng máy nha. Đèn có đầy đủ nè, ba cấp chỉnh lực luôn. Đây, 1,3 triệu thằng máy nha. Pin sạc IBM. Anh em nếu mà nhiệt tình mua thì cứ gọi em đi, nói chuyện cho nó nhanh. Chứ nhiều anh em cứ vô hỏi giá em hỏi cả buổi một ngày đâu phải trả lời một người đâu. Có mấy chục người trả lời liên tục. Anh em nhiệt tình mua nói chuyện nhanh gọn lẹ, mọi người không mua thì cứ hỏi cái này hỏi cái kia, nhiều người hỏi em hỏi một nem trời rồi chả ai mua được em cái máy này. Đây viết AIG nha. Đây sản xuất năm 2020 đẹp nha, đẹp là gọi là 95%. Con này không dám nói 100% đâu tại vì nó hơi xước xí, rất đẹp. Con này thân máy 1,5 triệu, pin đéo sạc adapter thêm 1 triệu, pin đéo sạc sạc đế, pin đéo sạc đế, cái sạc đế đâu mất rồi ta, nhanh sạc in á, sạc in 3D đó, sạc nó gọi là sạc nhanh đó. Đây sạc nhanh đây một bộ như vậy nè, đó 2,5 triệu. Cái sạc thì anh em nói chung bên AIG thì em bán sạc đó đó. Còn bên em còn body con nữa. Con AIG này ở gần đường cá nên nó bụi quá, phải bao lại. Đó, em còn 2 con. Đây một con nữa, con này 3 con. Nói chung em còn 3-4 con nữa. Viết nè, viết AIG nè. Con này 6 hơn, con này 6 hơn, bán 1,4 triệu nè. Có chính lật. Có chính lật nha, bán 1,4 triệu luôn, 6 hơn xíu. Milwaukee. Đây viết Milwaukee. Còn con viết Milwaukee cuối cùng. Máy pin đếm sạc adapter 2,2 triệu. Con này nó bị cái lỗi, con này là hàng bã nha. Nó mất đèn chỉnh lực số 3 với đèn auto tự động. Máy bã mà, về hầu như không con nào mà nó còn nguyên si hết. Đa số nó bị chế cái đèn chứ còn chức năng thì nó vẫn vậy. Cấp
tự động. Máy biển đếm sạc adapter 2.2 triệu. Khoan AIG 3 chức năng. Đây AIG 3 chức năng. Máy này để lâu quá hơi bụi. 1.5 triệu thân máy nha. Pin sạc thì em báo giá như trước rồi. Nguyên bộ máy pin đếm sạc đế như hình 2.5 triệu. Anh em bên em mà xem like nhớ ủng hộ, nhớ đăng ký giùm bên em nha. Để cho bên em ra hàng nó về liên tục thì em làm clip đó, anh em biết mình vô xem ủng hộ em. Còn gì nữa không ta? Bê tông nhà em còn nhiều. Bê tông boss nè, bê tông quát nè, thổi bụi Makita. Mấy cái này thì để ngày mai em lên đi ha. Nên nhiều quá rồi xem nó cũng mệt. Bê tông có HR244 nữa nha, 17. Mới về được à? Rửa thì bên em có không like, đang quay tổ ở trong phòng. Cái này thì để tôi ra mới về là sẽ có vụ này. Thôi nói chung là Ojito nè. Bên này hình như em là có mấy điện này nè, thổi nè, bu lông. Còn này là hình như là có mài nữa. Thôi mấy cái đơn này để ngày mai em lên đi. Còn giờ tạm thời cứ như vậy đi ha. Rồi anh em coi nhớ đăng ký bên em nha. À anh em mua hàng bên em nếu mà đăng ký kênh thì em free ship hết nha mọi người. Thôi xin chào mọi người ha.